Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Meray. Và hôm nay, về clip lần này mình sẽ đánh cái event lần này. Ok, về cái event lần này thì mình đã đánh được tới 6-0 rồi. Thì cái event này rất là dễ, đó là cái Elite Challenge này thì nó nhân 2 Elixir, thì vì vậy là nó rất là dễ. Vì vậy là các bạn ví dụ như cái mang cái deck tầm độ 305-306 trở lên đến 4K 1, 4.1, 1.2 thì đánh sẽ rất là dễ dàng thôi. Ok, và chắc chắn là deck phải có spell với lại có tank, tank ngon, tank mạnh thì ok. Ok, và mình chọn được deck này. Deck này thì nó khác với deck mình là mình thay con Vanky và thay Barrel. Mình sử dụng là con Bandit và Mega Knight. Bandit thì mình thích cái điểm nó là nó push down rất là ấn tượng. Mặc dù còn một máu rồi nhưng nó vẫn có thể push down được, có thể jump được. Và con Mega Knight nữa, rất tốt. Ok, và bây giờ mình sẽ đánh nốt 3 trận của cho các bạn xem. Let's go. Tuyệt đối các bạn không được ra Mega Knight trước. Ở trong cái deck này Mega Knight không ra trước. Mega Knight sẽ để ở nhà để dep. Với như thế này thì mình sẽ ra con Bet trước này. Sau đấy là mình sẽ ra mẹ Winzard. Ồ, họ ra cái mà bên kia. Và luôn luôn. Hy vọng là họ sẽ không có giáp. Lỗi rồi. Bục luôn. Về đầu hơi lỗ một chút, tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng ok, thủ được tuần này là ngon. Hai mega luôn, rất mạnh mẽ. Họ hình như không có spell. Đơn giản rồi. Cái đầu hơi lỗ một chút, tuy nhiên thì không, rất là đơn giản thôi. Mình mà sinh ra được 3 con Mega Knight thì thôi, stop. Họ vẫn tiếp tục đặt Golem. Lumberjack này. Vào trụ không? Không vào được. Vừa play rồi. Fireball. Ra là trong cái nhân đôi Ellie này thì đánh rất là đơn giản. Đặc biệt là nhân Ellie deck của bạn không quá nặng và không quá nhẹ. Nếu mà triple elixir thì các bạn chọn deck càng mạnh càng tốt, càng nặng càng tốt. Tuy nhiên là cái này chỉ double thôi thì deck trung bình thấp một chút thì các bạn không quá thấp cũng không quá cao thì các bạn đánh sẽ ổn hơn. Ở trong cái deck này thì thường mình sẽ thả những con như kiểu là Bandit hay là Hawk trước để mình thăm dò. Đánh bài gì đây, đánh bài gì, có Mega Knight đây. Balloon này. Nghi lắm nha. Rất mạnh mẽ.
có cả, họ có cả, đây là đánh ba luôn rồi. Thả cầm đấy cho mình combo. Cool, xem anh thế nào. Cool. Rất là easy. Rất là easy. Ok, bạn hit. Thực ra đây cái này rất là đơn giản thôi, tại vì gặp toàn 2 bạc. Còn 3 cái mấy là đấy, 3 cái 7, 3 cái 8 thôi. Đơn giản, ok. Tiếp nào. Trận cuối cùng. Nếu mà cái deck này sao đánh bình thường ấy thì mình thấy là đánh khá là chậm, gặp những deck xoay nhanh chậm á. Nhưng mà với nhân 2 Ely thì không sợ. Bởi nó có con Mega Knight thì tanh làm tốt, tanh tốt. Họ ra con Knight thì mình thả tanh luôn. Không phải nghĩ. Để lock bait rồi. Con Knight đã ra rồi thì sợ gì đâu. Hay lắm. Nhảy. Lock bait chết chết con này thì làm sao có thể ăn được. Oh. Quá là easy. Một cái deck quá là easy. Thôi đánh vui vẻ thôi. Chỉ cần 2 aura là đã ăn được rồi. Không phải nghĩ. Không cần phải nghĩ. Xem anh nhanh hơn nào. Cắm một tơ vào đít cũng không chặn được mình. Oh. Đấy, đánh deck deck này cho cái challenge này dễ quá. Cô 10.000 xem được gì nào. Cô 3.600 Fireball, có cái Fireball donate cho anh em rồi. Fizzy, oh my god. 6 Epic là một con thẻ common. Ok, xong rồi. Ok, và bây giờ mình đánh một trận lèo cút cho anh em xem cho nó đủ. Dạ. Leo cúp Push Ladder. Push Ladder thì mình chỉ đánh cái deck của mình thôi. Deck kia nó yếu. Dragon, con Mega Knight nó có mấy 2 mới có level 2. Thông thường ví dụ như là con deck đấy, nếu mà con Dragon, con Mega Knight mà 3 ấy, cộng với lại là có mình có giáp ấy, mình có IC Spirit thì mình sẽ thay luôn. Mình không dùng Around. Mình dùng Around trong cái deck này nó chậm quá. Oh, Sparky! Oh my god! Oh, tại sao con... Mình không hiểu điều gì đang xảy ra ở đây. Oh, Sparky! No! Oh my god, đánh lỗ quá. Khó lock.
Trận này khó quá. Trận này khó quá, khó quá. Họ có Fireball cả giá. Có cả Nightwish. Không chém được phát nào. Có cả đồng ngu. Oh, oh my god. Tại sao nó vẫn bắn được con hót của mình? Deck 3 spell đấy, khó chịu vãi. One hit. One hit, ok. Nó chơi 3 spell khó chịu lắm. Ba spell deck mình rất là khó. Rất khó ăn. Thôi thủ hòa thôi. Ê, 3-3 này. Giết khá. Địch 3 spell mà xoay ngang ngang mình. Nhớ subscribe để nó miễn phí. Nhớ subscribe để nó miễn phí.